Thành ủy Cần Thơ tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị. Ngay từ đầu năm, ngành tuyên giáo các cấp ở Cần Thơ đã tích cực tham mưu triển khai hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Thành ủy. Đồng thời tổ chức sơ kết tổng kết hơn 25 đảng văn của Trung ương, của Thành ủy trên các lĩnh vực, đặc biệt là báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở đó, giúp Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi cả nhiệm kỳ, dần dần. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị trước tiên là triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định về tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai tuyên truyền sơ kết tổng kết các đảng văn của Trung ương, của địa phương. Trong đó, quan tâm đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Ngành tuyên giáo các cấp tập trung 5 vấn đề trọng tâm như bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ của địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2024. Dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 được biểu dương khen thưởng. Ban tổ chức hội nghị tiến hành ký kết thi đua giữa Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, Ban Tuyên giáo tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Trung tâm Chính trị các quận huyện.